Thế không, bà cứ nói gì bà nói, cháu quay mà cho cháu con chụp ảnh được. Không chụp, không chụp, để quay, quay, quay. Đó, mẹ con nói với bà, thì nói là... Nói gì đâu, chúc Tết bà mãi rồi, chúc Tết bà thôi. Nào, nói đi. Năm nay cũng còn đừng đi đâu xa. Năm ngoái phải đi đâu xa. Năm nay là đúng hạn, còn năm ngoái không biết, năm nay đúng hạn. Và sao? Nhớ con chúc cụ gì, nói cụ gì. Nhưng nói rằng là chúc cụ năm sống lâu mạnh khỏe. Cụ mạnh khỏe, sống lâu. Chúc cụ không mà. Chúc cụ. Hà Nội là nơi mà tôi đang làm. Em nói nào. Và công tác rất nhiều. Và đó là một món quà nhỏ nhỏ đầu xuân. Vâng, 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 à, nói đi. Nói đi, à, cái gì vậy? Bà đi nói đi, bà nói. Bởi vì có mỗi mình thì đã làm thì nhiều ít là cái cỗ, nhưng mà phải làm một mình chạy lên chạy xuống. Chỉ lâu luôn thôi. Lâu luôn á. Chép là tập thể dục đó. Lâu còn chết. Chúc mừng khỏe phòng 30. 28. Bác ăn kẹo ăn bánh hả? Không, thôi uống nước lại. Nhưng mà không phải cắt đâu. Đầy bánh kẹo này. À, hôm nay à. Vợ thì suốt ngày quay cái chụp. Quay cái chụp. Đã được cái ảnh nào vậy? Nó đi đâu hết? Ừ, máy tính rồi. Rất nhiều bà cả xem cái ảnh nào. Ủa, bao nhiêu ảnh? Bà hôm nào lọc rồi đưa cho bà đi. Không, xem đi. Chụp thì cứ bỏ đó. Áo ý là bà đâu mà bẩn như kia. Rồi, dựa đằng tí tí ra đây xem. Đây đây. Con nó mất ngủ đêm qua cả đêm. Đau thừa là phải mất ngủ đấy. Không đau thừa cũng mất ngủ. Mẹ hôm qua còn trả lập cầm điện thoại. Không tôm cầm, chúc Tết cầm. Đúng là gọi điện thành thông thì 3 lần trả lập gió qua đi sân thượng gió. Số máy thay đổi hay sao không phải? Chắc thay đổi. Con đưa cho khác. Cái mặt mới với cái này thì những người chơi sẽ được quyền chọn.